Với những set quà dành cho khách hàng doanh nghiệp hoặc công ty thì các bạn để có thể tạo dấu ấn thương hiệu cho công ty và doanh nghiệp của mình hoàn toàn có thể lựa chọn việc hình thức là in logo lên trên các set quà. Ở đây thì bên công ty Phương sẽ có những hình thức logo như sau. Đầu tiên là dán đề can trong này, thứ hai là mình dán đề can thường này, thứ ba là loại in UV và cuối cùng đấy là dạng làm khuy thiếp. Với những cái hình thức như thế này thì nó sẽ tạo những cái dấu ấn thương hiệu riêng và nó cũng sẽ có những cái lợi ích riêng. Ví dụ như là ở đây thì bên Phương đang thực hiện làm dán UV cho một doanh nghiệp đặt hơn 300 set quà trung thu. Đấy thì mọi người có thể nhìn thấy đấy là hình thức các bạn ý. Với những cái kiểu dạng dán UV này chỉ cần dán trực tiếp lên và bóc cái lớp đề can trong này ra thôi là hoàn toàn là mình có thể nhìn thấy một set quà có logo trực tiếp của khách hàng lên trên rất là đẹp rồi. Kho rượu, nơi không có gì ngoài rượu ngon, uy tín.